Xin chào mọi người Thứ hai và thứ tư tuần tới Sẽ có một sự dao động rất mạnh Trong tiền điện tử Cũng giống như cổ phiếu của phần Thứ hai Thì cái thống kê CPI Là cái đo lường làm phát Phép chuyên gia sử dụng Sẽ được đẩy ra lúc 7 giờ 30 tối Việt Nam Còn ở bên Mỹ nó là 8 giờ 30 8 giờ 30 thông tin thứ hai là thứ tư thứ tư 1 giờ sáng thì cái chuyện đó mới là nghiêm trọng Powell và FOMC meeting sẽ được diễn ra 1 giờ sáng giờ Việt Nam còn ở bên Mỹ là 2 giờ giờ sáng có nghĩa là ngày 6 ngày ngày 14 tháng 6 nếu người ta ngưng lãi suất, ngưng lãi suất nghe thì tất cả mọi thứ sẽ bay, cổ phiếu, cổ phần cũng giống như Bitcoin cũng giống như tiền điện tử. Nếu người ta tăng lãi suất thì có thể tất cả mọi thứ sẽ sập. Theo thống kê ngay bây giờ thì cái phần trăm mà người ta sẽ ngưng ngưng tăng lãi suất thì ngay bây giờ lên tới 72%. Xác suất xác suất ngay bây giờ là người ta sẽ ngưng ngày 14 tháng 6 này. Nhưng mà tháng 7 thì người ta sẽ đập thêm 25 basis point nữa. Thì bạn nghĩ sao? Thì thứ hai mình sẽ có ở văn phòng và mình sẽ cho bạn cái xác suất người ta tăng hay là người ta ngừng hay là người ta giảm. Và mình sẽ cho bạn những cái data những cái nguồn mình cập nhật được ok để cho bạn có một sự chuẩn bị cho tối ngày thứ hai xin chào mọi người